của mẹ đã bị ảnh hưởng và người mẹ cũng không thể biết họ đã bị bất hạnh và dioxin như thế nào. Và trong suốt 9 tháng thai kỳ họ vẫn không hề đi thăm khám và đến khi đẻ ra những đứa trẻ này thì cũng đã qua đời. Và đây cũng là một bằng chứng để tố cáo cái tội ác của Mỹ trong việc sử dụng chất độc hóa học ở Việt Nam. Những cái thai nhi này đã hơn 30 năm và các em này
tiếp tục ném bom nhưng không đạt được tổng hợp vì lý do là các cái căn cứ cách mạng của ta thì nằm ở Việt Nam, chính vì vậy họ phát hiện cái vụ để tìm ra